Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Điện Biên Công Suất Lớn nhé. Ngày hôm nay tôi vừa lướt trên Google và tôi vừa thấy một cái bản tin này, phải nói là nó là một cái bản tin đối với tôi là nó là gây sốc khi mà nó đụng chạm tới cái nghề của mình. Có một chiếc đèn pin 2 trong 1. Với cái quan thông là tôi nhìn cái con số này tôi mới té ngửa luôn. Để bao nhiêu số 0 người ta? Tôi chia cái đúng hôm nay. 9.990.000 lumen. Ok, tôi còn nhớ là cái đèn pin của MS18 của hãng Imalen là 100.000 lumen là kỷ lục thế giới mà ta. Sao giờ nó nhanh dữ vậy ta? Công nghệ tiến bộ chóng mặt ha, hay là mình trở thành người cổ hủ lại. Bây giờ mình bấm vào đây mình xem nha. Nên nhớ là cái đèn pin MS18 của hãng Imalen với quang thông là 100.000 lumen vẫn đang giữ kỷ lục nha. Rồi, đây đây đây. 42.000 thưa quý vị, chỉ có 42.000. Con số này vẫn đúng nè. 9.990.000 nhưng mấy con số trên đây nè. Ôi trời ơi. Con số 0 của nó kìa. 999 triệu nha các bạn. 999 triệu tôi đọc không có nhầm đâu, tại tôi chia ra đây như thế này đọc nhầm sao được. 990 triệu lumen. Đó, và đây là lý do mà các bạn hỏi tại sao mà cái đèn pin của các bạn mua mà có cái quang thông là vài trăm ngàn lumen trong khi mà sáng giống như cái đèn ma vậy. Mua cái đèn của mình có 4-5 ngàn lumen thì không biết nó gọi thấy cái gì. Và mình cũng gặp nhiều khách chửi mình luôn, cái đèn pin tôi mua tới 100.000 lumen mà tôi thấy nó giống như là cái đèn ma với đèn của ông có 4-5 ngàn lumen, tôi gọi thấy cái gì đó. Và đó là cái câu hỏi mà mình khó đỡ nhất. Rồi mình sẽ xem cái thông tin của sản phẩm dưới đây coi. IPX6 ok, 1200 mAh ok. Rồi ánh sáng tầm xa kiểm kiểm tra cảm giác ánh sáng có thể nhìn thấy là hư cấu 1500 m. Lấy đầu ra cái đèn pin, cái đèn này đèn laser thì ok, nhưng mà đèn pin mà sử dụng con led, led gì đây, G3 hả? À? Con led G3 hả? À? Nó để chữ bất này là bất, G3 là con led đó các bạn. Tại vì cái này á là ở quận Bình Tân nhưng mà nó dùng cái bài dịch của bên nước ngoài. Rồi ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, thế này thì hỏi làm sao mà nó lừa đảo một cách trắng trợn luôn nè quý vị. 9.990.000 lumen một cách trắng trợn luôn. Thì hỏi tại sao mà các bạn mua cái đèn pin mà vài ngàn lumen này các bạn chửi là ôi sao cỡ đó làm sao mà nó bằng cái đèn pin của tôi đang mua được. Ôi trời ơi, Smiling Shark là một cái hãng cũng khá là nổi tiếng, nhưng mà tôi không nghĩ là cái hãng này công khai cái con số đó, mà có khi là cái người bán hàng công khai con số đó để bán được hàng thôi. Tại vì tùy cái tâm của người bán nữa, người ta muốn bán theo cái giá trị thật hay muốn cái mua muốn bán theo cái kiểu mà giật gân để câu khách thì đó là chuyện của người bán. Nhưng mà bán theo kiểu này thì này gọi là phá hoại thị trường chứ không phải là bán hàng nữa. Nó ăn sổi ở thời, nó bán được thời gian, nó bán được 2 cái nè. Vậy mà cũng được 5 sao nữa chứ. Ông nội nào đánh giá 5 sao vậy trời. Tôi bó tay luôn á, tôi không biết ông nghĩ gì luôn á ông khách này nè. Rồi cái điện thoại tôi hết pin nó đơ luôn rồi quý vị. Tôi không hiểu ông hài lòng như thế nào với cái con số đó mà ông đánh giá được 5 sao, chắc có lẽ là giá rẻ thôi. Có thể là do giá rẻ cho nên ông đánh giá 5 sao thôi. Mình coi lại coi. Đánh giá 5 sao. Em xin quỳ. Em xin quỳ. Một cái đánh giá làm sao không nói gì, không nói lên lời. Mà cái ông này, cái nick này tôi cũng nghi ngờ cái nick này lắm nha. Để tôi vô cái nick này luôn coi, tôi vô cái nick này tôi coi luôn coi, tức quá đi mà. Ông này ở đâu, ông làm nghề gì, tại sao cái tên của ông lại ảo như thế này? Đang online có bán hàng không, cũng không thấy sản phẩm gì luôn. Khả năng cao đây là một cái nick mà để câu sản phẩm cho những cái shop khác. Tôi bỏ tay luôn. Mua đèn pin mà lên cái kiểu này gặp này. Bỏ tay, bỏ tay, bỏ tay. Cạn lời, tôi cạn lời luôn. Cạn lời. Có ai thích mua hàng giá rẻ thì cứ việc lên đây nha. Đèn pin 100 ngàn, 200 ngàn, thậm chí là vài triệu lumen, vài trăm triệu lumen cũng có. Nhưng nguồn shop của mình đó là nếu mà các bạn muốn mua giá rẻ thì các bạn đừng có nên ghé shop của đèn pin công suất lớn. Shop mình bán mắc lắm. Có mấy mấy ngàn lumen mà giá trên trời. Đó, các bạn có muốn mua thì lên trên đây mua nha. Đó thì mình không biết đâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào, bye bye.